Trong không khí cả nước phấn khởi mừng xuân mới, sáng nay, mùng 6 Tết tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dân hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà số 67 trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của người trong không khí trang nghiêm và xúc động, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã báo cáo với bác về hoạt động nổi bật của mặt trận các cấp trong năm 2020, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua hoạt động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai lũ lụt, Năm 2021, mặt trận tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục hướng về cơ sở, đồng tâm hiệp lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, tham gia hiệu quả hơn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đồng thời quyết tâm bảo đảm đúng tiến độ yêu cầu của việc tham gia công tác bầu cử, góp phần vào thành công của bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.